Chúc mừng các em đã thi xong môn toán vào lớp 10, kỳ thi của thành phố Hồ Chí Minh. Thầy có một vài nhận định về đề thi. Đề thi ổn định cấu trúc kể từ năm 2018, đó là năm mà thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu thay đổi. Và đúng như Phó Giám đốc Sở Giáo dục thành phố Hồ Chí Minh đã phát biểu trước kỳ thi, đề thi sẽ có 3 bài quen thuộc. 1 là về parabol, 2 là về giải phương trình, 3 là hình học, đặc biệt là hình học kỳ 2. Còn lại là 5 bài theo hướng đổi mới, mang tính ứng dụng thực tiễn. Và với tình hình học online kéo dài thì đề thi cũng đã giảm độ khó đi một chút. So với các tỉnh, thành phố khác thì đề thi chỉ giống 3 cái bài quen thuộc. Còn lại là 5 bài theo hướng đổi mới. Đây là cái hướng đi mà theo thầy thì đánh giá rất là tích cực và rất là thích. Bởi vì đề thi khi đó sẽ đánh giá đúng năng lực của học sinh, tránh học tủ học vẹt, cũng như là khơi gợi được cái hứng thú, kích thích cái sự tò mò và giúp học sinh hiểu được toán học xung quanh cuộc sống. Phần nào trả lời được câu hỏi là học toán để làm gì? Mặc dù là có 5 bài theo cái cấu trúc mới và theo hướng mới, tuy nhiên nếu chúng ta phân tích cái cấu trúc đề thi từ 2018 đến đề thi năm nay thì mình đều nhận ra được cái dạng bài của 5 cái bài theo hướng mới. Một bài là về đọc hiểu và kỹ năng tính toán ở mức độ cơ bản. Bài thứ hai là thiên về toán tài chính. Bài thứ ba là ứng dụng hàm số bậc nhất. Bài thứ tư là ứng dụng hình không gian để giải quyết một cái vấn đề trong thực tiễn. Bài thứ năm thường là một bài về lập luận logic. Với phổ điểm mà chúng ta thấy năm 2020, phổ điểm kéo dài từ 1,75 cho đến 7,25 với điểm trung bình không cao. Thì năm nay các em đã quen với cái cấu trúc của đề thi và đề thi cũng đã giảm độ khó đi một chút, thì chúng ta kỳ vọng là phổ điểm cũng như điểm trung bình sẽ được nâng lên và dự kiến phổ điểm sẽ khoảng 6, điểm trung bình sẽ khoảng 6,5 điểm. Và với cấu trúc như thầy đã phân tích ở trên, các em học sinh năm sau sẽ tập trung vào 3 cái bài cơ bản ôn cho thật kỹ, đó là về parabol, phương trình và phần hình học. Tiếp theo là chúng ta phải có kỹ năng đọc hiểu và tính toán các bài toán mà có lời văn, các bài toán thực tiễn. Rồi nắm chắc kiến thức cơ bản về hàm số bậc nhất, hàm số bậc 2, về hình không gian để biết ứng dụng nó, giải quyết một số vấn đề trong thực tiễn. Ngoài ra thì các em cũng nên ôn tập, nên làm quen với một số dạng toán suy luận logic. Thầy và học mãi luôn mong chờ những tin vui từ các bạn gửi về.